Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 2 Trang 122, sách giáo khoa toán lớp 5, bài thể tích hình lập phương Bài tập 2, đề bài như sau Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m Mỗi đề mét khối kim loại đó cân nặng 15kg Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu kg? cô giáo tóm tắt đề bài như sau ta có cạnh khối kim loại hình lập phương bằng 0,75 m 1 dm khối kim loại nặng 15 kg Hỏi khối kim loại nặng bao nhiêu kg? Như vậy, để làm bài tập này, chúng ta sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1, chúng ta tính thể tích của khối kim loại. Khối kim loại là một khối hình lập phương có cạnh bằng 0,75 m. Như vậy thể tích của khối kim loại sẽ được tính bằng 0,75 x 0,75 x 0,75. Chúng ta đổi thể tích vừa tìm được sang đơn vị là dm khối. Thể tích vừa tìm được đang ở đơn vị là mét khối. Sau đó ta tính cân nặng của khối kim loại. Ta đã biết cân nặng của mỗi dm khối kim loại đó bằng 15 kg. Cân nặng của cả khối kim loại sẽ bằng cân nặng của mỗi dm khối kim loại. 15 nhân với thể tích khối kim loại. Các con lưu ý thể tích khối kim loại ở đây chúng ta để ở dạng đơn vị đo là dm khối. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 2. Trước hết, cô tính thể tích của khối kim loại đó là ta có 0,75 x 0,75 x 0,75 Cô đặt tính ra nhé Ta có 0,75 x 0,75 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2, 5 x 7 bằng 35, nhớ 2 bằng 37, viết 7, nhớ 3. 5 x 0 bằng 0, nhớ 3, bằng 3. 7 x 5 bằng 35, viết 5, nhớ 3. 7 x 7 bằng 49, nhớ 3, bằng 52, viết 2, nhớ 5. 7 x 0 bằng 0, nhớ 5, bằng 5. 0 x 5 bằng 0, 0 x 7 bằng 0, 0 x 0 bằng 0. Cô cộng các tích. 5 hạ 5. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, viết 6. 5 cộng 0 bằng 5, 0 hạ 0. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô tiếp tục lấy kết quả vừa tìm được. 0,5625 nhân với 0,75. 5 x 5 bằng 25, viết 5 nhớ 2.

7 x 5 bằng 35, nhớ 4 bằng 39, viết 9 nhớ 3. Và 7 x 0 bằng 0, nhớ 3 bằng 3. 0 x 5 bằng 0, 0 x 2 bằng 0, 0 x 6 bằng 0, 0 x 5 bằng 0, 0 x 0 bằng 0. 5 hạ 5, 2 cộng 5 bằng 7, 1 cộng 7 cộng 0 bằng 8, 8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 2 cộng 9 bằng 11. 11 cộng 0 bằng 11, nhớ 1 bằng 12. Viết 2, nhớ 1. 3 cộng 0 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. 0 hạ 0. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 6 chữ số. Như vậy, cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 6 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 0,421.875. mét khối. Tiếp theo, chúng ta đổi thể tích vừa tìm được sang đơn vị là đề si mét khối. Ta có không bốn trăm hai mươi một tám trăm bảy mươi lăm mét khối sẽ bằng bốn trăm hai mươi một tám trăm bảy mươi lăm khối. Muốn đổi một số từ đơn vị mét khối sang đơn vị đề si mét khối, ta chỉ việc nhân số đó với 1.000. Như vậy, khối kim loại đó cân nặng số kg là

4 x 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6. Ta cộng các tích. 5 hạ 5. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 0 cộng 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8. 1 cộng 0 bằng 1. 3 cộng 0 bằng 3. 6 hạ 6. Phần thập phân của số thập phân có 3 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 3 chữ số kể từ phải sang trái. Chúng ta được kết quả bằng 6.318,125. kg. Đáp số 6318,125 kg. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 2, trang 122, sách giáo khoa toán lớp 5 bài thể tích hình lập phương. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com cố chúc các con học tốt